xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Chưa đầy 24 giờ, hung thần Deepfake xuất hiện những cặp đôi được gọi tên. Những cặp đôi sẽ mở đầu tình duyên ngày 1 tháng 1 đang được đưa lên bàn cân. Ai sẽ trong tầm ngắm của Deepfake? Thông tin được lan truyền cặp đôi năm mới là gà của SM và GEP. Cứ đến những ngày cuối năm là toàn thể fan hâm mộ K-pop lại xôn xao về những cặp đôi sẽ hẹn hò trong năm mới. Khi mà chưa đầy 24 giờ, những cái tên được Deepfake điểm danh trong năm mới, chàng trai cô gái nào sẽ trúng thưởng cho năm mở đầu thập niên mới. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đôi khai niên của Deepfake sẽ là một trong những thành viên nam đến từ nhóm nhạc hàng top của SM và một thành viên nhóm nhạc nữ đến từ nhóm nhạc top của GEP, và ngay lập tức EXO và Stray được điểm danh. Theo đó, hai idol trong hai nhóm nhạc cũng được gọi tên là Chancel của EXO và Nason của Stray là một trong những ngôi sao hàng top và đã có nhiều năm hoạt động tại K-pop. Cặp đôi này đang được đưa vào tầm ngắm hẹn hò của người hâm mộ và rất có thể Deepfake cũng đang chú ý tới. Những cặp đôi được dự đoán hẹn hò năm 2020, mặc dù người hâm mộ vẫn vô cùng lo lắng cho thần tượng bởi những tin đồn về SM và GEP là một chuyện nhưng tất cả đều không thể đoán trước. Chính vì thế mà nhiều cặp đôi cũng được cho là lên thớt năm nay từ các công ty khác, và Easy và Big Hit cũng không tránh khỏi dự đoán. Trong những bài viết gần đây, các cặp đôi hay được dự đoán nhất lại đến từ Blackpink. Dù năm 2019 đã là một quả bom bùng nổ của Jennie, nhưng năm 2020 vẫn không thể thoát khỏi khi cô nàng Grow được dự đoán sẽ hẹn hò với chàng trai hot nhất nhì BTS Jimin. Có thể nói Jimin là chàng trai hot nhất tại Hàn thời điểm hiện tại khi luôn đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu, còn Grow thì cũng không ngoại lệ khi bùng nổ Vrijus và được gọi là hoa hồng nước Úc. Nếu như đây là cặp đôi mới thì xin khẳng định năm 2020 thật sự hoành tráng. Ngoài ra, trong Blackpink còn gọi tên Jisoo trong năm nay khi có thể sẽ là cặp đôi với Suho, trưởng nhóm của EXO. Fan đã tìm ra rất nhiều hình ảnh mặc đồ đôi của cả hai người hay những lần check-in vô cùng trùng hợp. Dù nhiều tin đồn đang được lan truyền là SM và GEP, những cặp đôi này được ship nhiệt tình. Theo thông lệ hàng năm vào 1 tháng 1, Deepfake sẽ khui một hoặc nhiều cặp đôi hẹn hò để mở đầu một năm mới đầy ấn tượng. Vào năm 2019, Deepfake đã khai niên bằng thông tin Jennie và Kai hẹn hò, chấn động fan hâm mộ K-pop trong thời gian dài khi cả hai chẳng liên quan gì nhau. Đây cũng là cặp đôi chia tay nhanh nhất trong lịch sử của Deepfake.